Sống phải biết chậm rãi ba việc này mới khôn. Quý vị thân mến, không khó để nhận ra hiện nay có hai trường phái tận hưởng cuộc sống. Một là sống vội, sống gấp. Hai là sống chậm, sống từ từ. Những người đại diện cho trường phái sống vội luôn chủ động chớp lấy mọi thời cơ trong đời và không nên có suy nghĩ tích lũy dần dần để cho mai sau. Họ quan điểm sống chỉ có một lần, nên hãy cứ hưởng thụ hết mình trong phút giây của hiện tại và không lo nghĩ nhiều về những điều đang chờ ở trong tương lai. Họ không ngại thử những thứ mới mẻ và khá bận rộn với cuộc sống, bởi họ lo sợ rằng một khi không kịp thử hết hoa thơm còn lại trên đời thì mình sẽ già đi mất, bởi thời gian chẳng chờ đợi một ai. Ngược lại, những người theo chủ nghĩa sống chậm, chủ trương tận hưởng từng giây phút của hiện tại ở ngay chính những điều ta đang làm, dù là việc khiến ta tốn sức như lau dọn nhà cửa hay đi chợ và trên đường xách đồ về nhà, cho tới khoảnh khắc đang trong giờ làm việc tại công sở. Chỉ cần biết cách an trú trong hiện tại thì mọi khoảnh khắc mà ta tưởng như thật khó nhằn, hóa ra lại là thời khắc ta có thể dùng để tận hưởng mọi sự tươi đẹp của cuộc sống. Đặc biệt là sống chậm trong ba việc này sẽ giúp mỗi người chúng ta tìm được giá trị đích thực của cuộc sống, để mỗi một giờ phút trôi qua, ta đều được đắm chìm trong niềm hạnh phúc mà mỗi lần vội vã ta đã bỏ quên. Quý vị hãy cùng cảm nhận qua video sau nhé. Thứ nhất, hãy biết chậm rãi hưởng thụ. Có một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Thượng đế giao nhiệm vụ cho chàng thanh niên kia là phải dắt ốc sên đi dạo. Lúc đầu anh ta đi phía trước có con ốc sên. Thế nhưng anh ta mới bước đi một bước thì con ốc sên đã té nhào. Con ốc sên lại cố gắng hết sức để bò, nhưng mỗi lần cũng chỉ tiến thêm được một chút. Anh giục nó, trách nó, đe dọa nó, nhưng con ốc sên vẫn không thể đi nhanh hơn được. Anh phải kéo nó, thậm chí muốn đá nó, nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì. Cuối cùng, anh đành phải chậm rãi bước đi đằng sau con ốc sên. Anh cứ thế bước sau con ốc sên mà lòng đầy bứt rứt và khó chịu. Nhưng kìa, anh chợt ngửi thấy mùi thơm của hoa và nhận thấy có một vườn hoa ở bên cạnh. Anh cảm thấy gió nhẹ thổi qua và cơn gió mới thật dễ chịu làm sao. Anh còn nghe thấy tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu và nhìn thấy những bông hoa dại mọc bên đường. Anh cảm thấy có chút kỳ lạ. Ngày nào cũng đi trên con đường này, nhưng sao anh lại không chú ý tới những điều này? Anh chợt nhớ tới việc Thượng Đế bảo anh dắt con ốc sên đi dạo. Đúng là anh đã quá vội vàng và bỏ lỡ rất nhiều thứ trong cuộc sống của mình. Một người bạn từng than thở với tôi rằng, có lần anh đi thăm một ngọn núi nổi tiếng, anh không đi cáp treo mà quyết định đi bộ lên đỉnh núi. Nhưng sau khi vất vả lên được tới đỉnh rồi thì anh lại thấy thất vọng vì phong cảnh trên núi không có gì nổi bật. Vì vậy anh nói rằng mình đã bị lừa dối và lãng phí quá nhiều công sức. Chuyện này rất thường xuyên xảy ra bởi vì chúng ta đã quên thưởng thức phong cảnh bên đường. Hạnh phúc không phải là đích đến mà là chặng hành trình. Thử hỏi, đã bao lâu rồi bạn không dừng lại và mỉm cười với một bông hoa ở bên đường? Đã bao lâu rồi bạn không đứng trên sân thượng để lặng lẽ ngắm trăng? Đã bao lâu rồi bạn không lắng nghe tiếng mưa rơi trước cửa sổ vào ban đêm, cảm nhận sự tĩnh lặng của năm tháng? Đã bao lâu rồi bạn không kiên nhẫn lắng nghe tiếng nói của người thân, xuân thu hoa nguyệt, hạ đông phong tuyết, thân tình hữu tình? Rất nhiều thứ vô giá trong cuộc đời này đã bị vội vàng lướt qua. Tạo hóa luôn sắp đặt những thứ đối lập thú vị, trái ngược với những người cho phép bản thân hòa nhịp với hơi thở của thời gian. Nhiều người chọn cho mình cuộc sống không nhanh, không vội vàng. Họ chọn cho mình những khoảng lặng để bình thản ngắm sự thay đổi của cuộc sống. Họ bằng lòng với nhịp độ của cuộc sống chậm rãi để có thêm thời gian quan sát và lắng nghe, để cảm nhận cuộc sống trôi qua nhanh đến nhường nào. Sống chậm để trân trọng những cảm xúc dù là nhỏ nhất của bản thân, để có thể quan tâm đến chính mình và những người xung quanh nhiều hơn. Thứ hai, trên con đường đi đến thành công, thà chậm mà chắc còn hơn dục tốc bất đạt.
Cuộc sống chưa một ngày thôi hối hả. Chúng ta những tế bào góp phần làm nên sự chuyển dịch đó, không mấy khi có cơ hội để ngập ngừng cho những cân nhắc cầu toàn. Tuy nhiên càng nhanh càng thần tốc lại càng đòi hỏi sự chính xác. Vài giây chần chừ có thể tiễn đưa một cơ hội về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhưng một phút vội vàng lại có thể rước về muôn vàn tai họa. Nhanh, nhanh lên, nhanh nữa đi. Nhưng xin đừng vội. Dân gian thời hiện đại đã kịp thời sản sinh ra câu ngạn ngữ: muốn nhanh thì phải từ từ. Chuyện rằng có hai người đàn ông hiếu thắng nọ, sáng nào cũng rủ nhau đạp xe vòng quanh thành phố. Một ngày đẹp trời, ông A thách đấu với ông B quãng đường 50 km. Ông B vốn coi thường đối thủ với buột mồm khích tướng: tôi chấp anh cái phanh. Ông A nghe vậy liền hớn hở tháo phanh bỏ ra ngoài để quyết dạy cho ông bài học vỡ lòng về tốc độ. Ngày thi đấu, hai người chọn quảng trường trung tâm Vinh để làm điểm xuất phát. Lên xe, ông A hùng hùng hổ hổ cầm chắc phần tắng trong tay, mới nghênh ngang dướn cổ đạp. Ai ngờ đường thì đông quá mà xe ông lại không có phanh, nên vừa đạp vừa run. Thậm chí có đoạn ông phải nhảy xuống dắt bộ để bảo toàn tính mạng. Phía ngược lại, xe ông B có phanh nên ông cứ đạp vù vù, ông luồn ông lách, mấy ngón tay ông kiêu ngạo khư khư trên cái phanh, nhưng tuyệt nhiên chẳng phải sử dụng đến nó lần nào. Kết thúc cuộc thách đấu, ông B mới nói với ông A: sai lầm nhất của anh là đã bỏ đi cái công cụ làm chủ tốc độ. Nhanh mà không an toàn thì rốt cuộc hại mình. Phanh là từ dùng chỉ cái bộ phận hãm tốc độ của phương tiện. Một chiếc xe đúng chuẩn thì phải có phanh, cũng như một lái xe đúng nghĩa tất nhiên phải biết phanh. Như vậy, theo logic thông thường thì phanh là vật dụng làm cho phương tiện chạy chậm lại. Sứ mệnh của nó là chống lại tốc độ. Thế nhưng đôi khi, cuộc sống lại đòi hỏi chúng ta phải bứt ra khỏi cái logic thông thường, bởi cái tư duy cũ mòn chỉ mang đến sự lặp lại phi sáng tạo. Để giải mã những đòi hỏi của cuộc sống thì có lẽ bất kỳ lúc nào, bất kỳ người nào cũng phải cần xem xét sự vật, hiện tượng dưới đồng thời các hệ quy chiếu khác nhau. Thực tế rất ít khi người ta nghĩ ngược lại, từng chẳng mấy ai cho rằng phanh chính là bộ phận quan trọng, thậm chí cực kỳ quan trọng trong việc làm cho phương tiện về đích nhanh hơn. Thực tế là vậy, đã là người khôn ngoan thì không ai dạy gì mà cầm một chiếc xe lái không phanh. Cũng giống như trong cuộc sống, nếu chỉ chăm chú vội vàng tìm mọi cách đạt được mong cầu, mục đích mà không mang đến hậu quả, cũng không tự trang bị cho mình một bộ phanh chắc chắn, thì cuộc đời sẽ lắm phiền lụy và rủi ro. Thứ ba, nói năng từ tốn chậm rãi. Người xưa có câu rằng: quý nhân ngữ trì, tức người cao quý nói năng chậm rãi từ tốn. Hiện câu nói này đã không còn ai nhắc đến. Ấy vậy mà nó lại chứa đựng nội hàm rất sâu xa. Theo truyền thống xưa, giới nhân sĩ hiệp khách cho rằng làm người tất phải xem trọng lời hứa. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lời hứa đáng nghìn vàng. Chữ trọng đây cũng không chỉ có nghĩa là coi trọng, xem trọng, mà còn có nghĩa là thận trọng. Một người nếu có thể tùy tiện thốt ra hứa hẹn, thì sao có thể làm việc chọn bổn phận với lời hứa là điều quan trọng để dốc lòng thực hiện. Quý nhân ngữ trì, cũng bởi vì là quý nhân có quyền cao chức trọng, nắm quyền sinh quyền sát trong tay, một khi vô ý thốt thành lời là có thể để lại hậu quả nghiêm trọng. Đây là từ kết quả mà bàn luận. Một người tự tôn nhất định sẽ biết cẩn trọng hành vi và lời nói, có trách nhiệm đối với lời mình đã nói. Họ nhất định sẽ không ăn nói lung tung, dùng lời nông cạn mà nhận định linh tinh. Cũng không có cái kiểu cách duy ngã độc tôn, thuận ta thì sống, chống ta thì chết, dựa trên tính cách của mình mà ầu làm càn. Do vậy có thể thấy rằng quý trong quý nhân không chỉ là quý trọng mà càng có nghĩa cao quý từ bên trong. Đương nhiên còn có vấn đề hậu quả. Bệnh từ những gì ăn vào miệng, họa cũng từ miệng mà ra. Khẩu cái miệng này dẫn đến tai họa cũng bởi phần lớn chúng ta đều ăn nhanh, nói gấp, lại hay buôn chuyện linh tinh, không biết dùng đầu não suy nghĩ. Vì vậy,
Con người làm gì phải suy nghĩ cẩn thận rồi hãy làm. Nói lời cũng phải nghĩ cho thấu đáo rồi hãy nói, quý vị ạ. Quý vị thân mến, những ai từng tham dự các sự kiện marathon hoặc các cuộc đua đường dài thường xuyên đều hiểu sâu sắc rằng chạy quá nhanh sẽ lãng phí năng lượng, khiến họ thất bại ngay từ giữa cuộc đua mà không thể về tới đích. Liệu bạn có giống với loại người dễ bị kích động, vừa nghe thấy tiếng súng báo hiệu liền vội vàng xông ra ngoài, cắm đầu cắm cổ chạy, hay là một người điềm tĩnh, từng tiến bước vững chắc về phía trước theo cách của mình? Nếu làm theo phương pháp này, chạy trước dẫn đầu, chúng ta chỉ có thể nhất thời hành động như một anh hùng mà không thể hoàn thành được toàn bộ chặng đua. Nếu chúng ta thực hiện theo phương pháp chạy sau, duy trì tốc độ vừa phải, đều đặn, thì tin chắc rằng chúng ta sẽ có thể tích lũy năng lượng để vượt qua hầu hết đối thủ trong cuộc đua đường trường. Tại sao điều này lại xảy ra? Bởi vì thế lực con người là có hạn, thân thể được tạo nên từ máu thịt, không thể cứ một mực chạy nhanh, nếu không sẽ gục ngã. Nếu chúng ta hiểu được sống chậm, chúng ta sẽ đạt được nhiều thứ hơn cả khi sống nhanh. Trong quá trình tận hưởng cuộc sống sinh hoạt, chúng ta không nên yêu cầu bản thân phải sống nhanh, mà cần phải ổn định. Lời nói từ tốn và ổn định sẽ vượt lên tất thảy. Cho dù là tập thể hay một người, có thể ổn định tâm thì mọi thứ sẽ ổn. Đây là một loại tư duy sáng suốt. Một khi truy cầu nhanh quá mức, người ta sẽ dễ dàng gặp trắc trở trong cuộc sống, thậm chí còn bị người khác lợi dụng lừa gạt. Cuối cùng, cái được chẳng bù cho cái mất, thậm chí cả người và của cải vật chất cũng chẳng còn. Thiết nghĩ, vì sao nhiều người bị thu thuế chỉ số thông minh? Bởi vì họ phát tài quá nhanh. Người có phúc khí đều hiểu, mọi thứ đến với mình không phải bởi sống nhanh, mà nhờ vào sống chậm. Người càng có phúc khí càng biết làm cho công việc của họ chậm lại. Trong thế giới phức tạp này, điều chúng ta có thể làm là đừng chạy theo xu hướng mà đánh mất chủ kiến của bản thân, quên đi tâm nguyện lúc ban đầu của mình để theo đuổi cái gọi là sống nhanh. Ngược lại, chúng ta phải luôn mở rộng tầm mắt để nội tâm trong sáng, thấu hiểu mọi thứ mà sống chậm lại để biết hoàn thiện bản thân. Càng sống trong xã hội có nhịp độ nhanh, chúng ta càng nên sống chậm lại để không bị lạc lối. Đôi khi chúng ta cũng cần sống chậm hơn một chút để tích lũy sức mạnh và đạt được thành quả mong muốn. Quý vị nhé!